Như vậy là cầu thủ Quang Hải của chúng ta đã có buổi tập đầu tiên tại câu lạc bộ Pau của Pháp, một dấu mốc rất là đáng nhớ với cầu thủ này. Vâng, rõ ràng thì anh Sơn Lâm cũng có thể thấy là Quang Hải thì nhận được rất là nhiều sự quan tâm của giới truyền thông Pháp cũng như là châu Âu, những hãng thông tấn lớn. Và anh cũng rất là tự tin và bày tỏ sự dũng cảm và sẵn sàng đối diện với những thử thách để có thể đạt được thành công tại nước Pháp. Và cũng trong buổi họp báo ngày hôm qua, chủ tịch của câu lạc bộ Pau thêm một lần nữa khẳng định đội bóng ký hợp đồng với Quang Hải không về mục đích thương mại và ấn tượng về khả năng chơi bóng của cầu thủ này. Huấn luyện viên trưởng của đội bóng cũng chia sẻ những góc nhìn về khả năng của Quang Hải có thể góp sức cho Pau FC trong mùa giải tới. Với tôi, Quang Hải chơi bóng giống như Mathieu Valbuena thời trẻ, chứ không giống Lionel Messi. Cậu ấy có khả năng xử lý bóng nhanh và khéo. Tôi cần một cầu thủ có thể giúp đội bóng giành chiến thắng trong một thời điểm nhất định. Quang Hải là mẫu cầu thủ như thế. Tôi nghĩ cậu ấy có thể tạo ra bước ngoặt khi trận đấu bế tắc. Sẽ là ảo tưởng nếu trông chờ Quang Hải thể hiện siêu phẩm, đem lại kết quả xuất sắc ngay trong năm đầu tiên ở Pau. Cậu ấy mới gia nhập đội bóng và sẽ đối diện với nhiều điều mới mẻ. Hơn nữa, Quang Hải đến từ nước ngoài, cần thời gian để thích ứng ngôn ngữ. Tôi nghĩ cậu ấy nên kiên nhẫn, không phải quá lo lắng, sốt ruột về việc sẽ được đá bao nhiêu trận. Hôm qua, Quang Hải cũng đã tập luyện cùng với các đồng đội mới. Tiền vệ này không mất nhiều thời gian để cho thấy sự hòa nhập và háo hức của mình ở môi trường mới. Quang Hải cũng có những sự trợ giúp tích cực từ ekip của mình để việc giao tiếp trở nên dễ dàng hơn. Quang Hải rõ ràng là nhỏ bé hơn nhiều so với các đồng đội mới tại Pháp. Tuy nhiên, tiền vệ 25 tuổi này cho thấy sự nhanh nhẹn và kỹ thuật cá nhân tốt. Anh rất tự tin thể hiện khả năng của mình với các đồng đội mới và cho thấy sự hòa nhập trên sân tập với ngôn ngữ chung là bóng đá. Một phiên dịch người Việt hỗ trợ Quang Hải sẽ góp mặt trong các buổi tập của Pau để giúp tiền vệ này hiểu về những chia sẻ của huấn luyện viên và đồng đội mới. Trong thời gian tới, Quang Hải sẽ học thêm về tiếng Pháp để có thể giao tiếp tốt hơn. Và cuối tuần này, câu lạc bộ Pau sẽ bắt đầu chuyến tập huấn và thi đấu giao hữu trước mùa giải mới. Quang Hải sẽ có cơ hội thi đấu ở 4 trận đấu giao hữu này trước khi bước vào giải hạng 2 Pháp từ ngày 30 tháng 7.